Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến, nắm bắt nhu cầu mua sử dụng pháo của người dân nên nhiều đối tượng đã lợi dụng các hình thức để kinh doanh pháo trá hình. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh trật tự. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị theo dõi nội dung trao đổi của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An với luật sư Nguyễn Tiểu Long, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Long An sau đây. Xin chào luật sư, xin luật sư cho biết là theo quy định của pháp luật hiện nay thì có phải là tổ chức doanh nghiệp nào cũng được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa? Theo quy định pháp luật hiện nay thì chỉ có cái doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng mới được quyền kinh doanh sản xuất pháo hoa nổ. Đối với các tổ chức và các cá nhân khác thì không được phép là kinh doanh và sản xuất pháo hoa. Đối với tổ chức cá nhân mà tự ý kinh doanh mà không được phép của Bộ Quốc phòng thì tất cả các hoạt động kinh doanh và sản xuất đó đều là trái pháp luật, vi phạm pháp luật. Thưa luật sư, hiện nay thì nhiều người dân vẫn còn nhầm lẫn giữa pháo hoa và pháo nổ dẫn đến những cái vi phạm đáng tiếc. Thì như vậy thì xin luật sư có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này. Theo pháp luật hiện hành thì có phân biệt về các loại pháo như sau. Thứ nhất là pháo hoa và pháo nổ. Pháo hoa thì là có quy định chỉ có khi sử dụng nó phát ra âm thanh và một số cái hiệu ứng về ánh sáng. Về pháp lý khi sử dụng thì cần phân biệt như sau. Thứ nhất là đối với pháo nổ thì đây là một loại là nghiêm cấm sử dụng, là chỉ sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt và theo giấy phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Còn đối với pháo hoa nổ, đây là một cái loại là sử dụng có điều kiện, có nghĩa là chỉ sử dụng trong những cái dịp lễ Tết và theo cái sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể giống như là trong thời gian sắp tới thì trong cái lễ Tết Nguyên đán ở tỉnh Long An mình sẽ có một số điểm được bắn pháo hoa nổ, thì theo quyết định của ủy ban tỉnh thì mới được phép sử dụng. Còn đối với cái trường hợp mà sử dụng pháo hoa mà do Bộ Quốc phòng sản xuất thì người dân được quyền sử dụng và sử dụng trong các dịp lễ Tết kỷ niệm. Các cái loại này không gây ra tiếng nổ thì không hạn chế. Như vậy thì xin luật sư có thể cho biết về cái chế tài hình phạt đối với những cái cá nhân, những cái tổ chức, cụ thể là doanh nghiệp mà có những cái vi phạm trong cái việc quản lý và sử dụng pháo hoa pháo nổ hiện nay. Theo quy định pháp luật hiện hành thì đối với trường hợp sử dụng pháo hoa nổ không được phép của cơ quan có thẩm quyền thì hành vi sử dụng sẽ bị pháp luật xử phạt vi phạm hành chính đến 10 triệu đồng. Đó là hành vi sử dụng. Còn đối với hành vi là kinh doanh, vận chuyển hoặc là tàn trữ trái phép pháo hoa nổ thì nếu chưa đến mức xử lý vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ xử phạt vi phạm hành chính đến 100 triệu đồng. Đối với hành vi sản xuất pháo hoa nổ mà không được phép, mà nếu chưa đến mức xử lý vi phạm hình sự thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đến mức 200 triệu đồng. Thì ngoài ra thì đối với các hành vi mà sản xuất pháo hoa nổ mà đến mức xử phạt vi phạm hình sự thì mức phạt tù khá nghiêm khắc đến 15 năm tù giam. Và đối với hành vi mà tàn trữ, vận chuyển hoặc là kinh doanh mà phải xử lý hình sự thì mức hình phạt áp dụng đến mức là 10 năm tù giam. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư.